Supermoviet.vn bán những quần rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Mình cảm thấy rất là vui và mình không nghĩ là nó có thể đẹp như thế. Ban đầu thì mình chọn Lindit là trang phục dành cho mình tại AFC, nhưng sau một thời gian suy nghĩ kỹ thì mình quyết định lựa chọn lại, đó là Nakedot. Vì vị tướng này mình thấy khá là đông đảo người chơi ở Việt Nam sử dụng nó, và mình cũng vậy. Chọn vị tướng Nakedot để làm trang phục cho AFC 2019 là sự lựa chọn sáng suốt với mình. Chi tiết ấn tượng nhất của mình ở bộ trang phục này đó là màu sắc, màu cam, màu tượng trưng cho team Flash. Và hơn thế nữa thì xung quanh họa tiết có gắn tên của mình, và điều này làm mình tự hào khi cả thế giới có thể biết đến tên của mình qua vị tướng này. Hình tượng của bộ trang phục này có khiến mình liên tưởng đến hình tượng con trâu, biểu tượng của đội tuyển Việt Nam tại AFC 2019. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, và bộ trang phục này là bộ trang phục rất ý nghĩa đối với mình. Như vậy, thần rừng Nakedot sẽ có trang phục mới gắn liền với game thủ chuyên nghiệp của Việt Nam chúng ta, ADC. ADC muốn Nakedot thì best của best khỏi bàn anh em ơi. Và Nemo Việt sẽ tâm sự về cái chuỗi lịch sử của game Mobile dành cho các bạn nào chưa biết nha. Những trang phục của giải đấu AIC và AWC. Giải nào có trước? Tất nhiên là giải AIC có trước rồi. Được Hàn Quốc tổ chức anh em ơi, vào 2017. Cái hồi 2017 là cái thời mà đế chế SMG của Đài Loan, gồm các game thủ nổi tiếng như Chi Chi, Hanzo và đặc biệt là Niang ở Seridia, ở những cái những tên tuổi huyền thoại của đời đầu game Mobile. Và cái giải đó chắc chắn là Đài Loan vô địch, và đội vô địch chắc chắn là SMG rồi. Và trang phục của năm đó là trang phục Triệu Vân Dũng Sĩ Đồ Long. Triệu Vân Dũng Sĩ Đồ Long là AIC 2017 nha. AIC 2018 là vị tướng mình đang chơi, cùng trang phục đang chơi này, chính là Nakedot. Và AIC 2019 là trang phục của Van Hen khiêu chiến. Còn cái giải AWC nó bắt đầu từ 2018 anh em ơi. Cái trang phục AWC 2018 chính là Zephyr Dung Nham. Và AWC 2019 chính là trang phục của vị tướng Nakedot, và có gắn logo của ADC. Rồi, rất là tuyệt vời không anh em ơi? Theo mình thấy thì mùa Nakedot mượt, chúng ta nên dùng cái iPhone 8. Bởi vì cái iPhone 8 là dòng máy cầm rất là vừa tay, múa rất là nhanh và mượt. Nếu anh em nào muốn biết Nakedot thì nên chơi cái dòng iPhone và iPhone 8 nhá. Còn iPhone XS Max thì nó rất là to, và 11 thì cũng rất là to, vuốt rất là khó anh em ơi. Thường thì cái dòng máy to mình chơi những vị tướng khác thì rất là ok, nhưng mà chơi Nakedot thì nó không được nhanh và chuẩn anh em ơi. Tất nhiên là mô Việt chơi Nakedot thì là múa rìu có mắt thợ thôi. Ấy đấy, đâm vào tường ấy. Ý da hà, đau quá hà. Đấy, nhưng là một trong những vị tướng mình cũng rất là thích chơi. Thành ra mình làm khá nhiều video clip về vị tướng này. Và hiện tại thì vẫn thích múa kiểu full dam. Full dam thì mặc dù sát thương cực to nhưng mình lại rất là mỏng. Và đặc biệt cuối game thì bốc hơi cho một âm nhạc thôi. Nhưng mà đối với những người mà chơi Nakedot gọi là quen rồi thì vẫn thích chơi full dam. Hoặc là anh em có thể không nên cái thánh kiếm, mà các bạn có thể lên cái găng tay thì cũng đỡ full dam hơn. Đấy, một combo bạn chạy đi đâu? Xiên vào đâu vậy bạn ơi? Thì dạ, cái trận đấu này là sự kết hợp của chị Alistair với anh Adum nhá. À không, anh Adum với chị Alistair nhá. Cực kỳ khó chịu, ây dạ, chạy không đấy. Hay đấy bạn ơi. Chuyên gia khắc tinh của Nakedot chính là Audu và Letter, team bạn chơi hẳn hai tướng luôn. Mình xin ở đánh Nakedot thì cần phải nhanh, thật nhanh và nhanh, đưa ra đưa vào nhịp nhàng.
là lướt đánh võng các kiểu thì mới gọi là ảo diệu được. Nhưng mà vừa nhanh chúng ta vừa chuẩn nhá, đặc biệt là cái chiêu cuối và chiêu một lần thứ nhất phải cực kỳ chuẩn thì mới hiệu quả cao được. Rồi, từ từ các bạn ơi, thủ trụ nha, thủ trụ nha. Chuẩn bị này, chuẩn bị này. Ok, để tí bạn vô trụ sâu một tí nè. Rồi rồi, lên đây anh em ơi, quẩy lên. Ấy, cái gì vậy hả? Rồi, sao hai tem về? Trời ơi, đứng bắn chiêu phi tiêu hộ mình phát đấy là có khi là đủ đam là diệt từ 1-2 người rồi. Buồn ghê. Hơi bị căng anh em ơi, gặp Alistair với Adum là rất là căng rồi, bởi vì không dám múa xung quanh và trước mặt hai bạn đấy. Nhưng mà Adum mà đi cùng đồng đội thì mình không dám múa trước mặt Adum luôn. Nhưng mà hiện tại team bạn chưa đi chung nên chưa sợ lắm đâu, bởi vì Adum và Alistair đi chung mới sợ, còn tách ra thì lại có easy. Từ từ nha, đi qua mình đang tàng hình. Ây da, bị phát hiện rồi. Chơi luôn, chạy đi đâu, không phải tóm mình hay quá, chạy đi đâu. Ok, tuyệt vời, cấp luôn vừa xanh. Violet này đi qua ngang đây chết chắc bạn ơi. Đam quá to đó, phong cách full đam các bạn ơi, chém gọi là chém tứ địch như chém chuối, không chơi với chị Adum. Còn anh Rioma này thì chơi tốt nha, chơi cực dễ luôn. Thực ra phù hiệu sử dụng cho Nagrod thì mình vẫn luôn thích cái ma tính, bởi vì khiến Nagrod có nhiều hồi chiêu hơn, múa gọi là sướng hơn. Kinh quá cơ, chỉ sợ bị tóm thôi anh em ơi. Tóm Madum sau là tóm Alistair nữa thì mình ngất luôn. Hay quá, tóm bạn này đi. Hay quá kính xích ơi. Đó, chém phát rồi lại bay ra. Đó, combo cấu rỉa mà chúng ta nên sử dụng thật nhanh. Nước chiêu 2, nhà chiêu 1 đánh thường cho nước chiêu 1 ra. Nước ra đi vào dịp nhàng. Ok, cái trận này cũng end luôn này. Em luôn các bạn ơi, đánh nhanh thắng nhanh chứ để lấy game kiểu gì mình cũng thua. Adum Alistair mà. Ok, như vậy video clip Mô Việt tâm sự về lạc lót và những trang phục giải đấu lớn game Moto 3 đến hết rồi. Xin chào các bạn, bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống. Thoughts are running wild. We got a good thing going, while we got a feeling amplified. I'm staying to the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes.